cả cái này vào, ok đấy. Okay. Vâng, xin chào chú cậu. Tàu hết được đúng không chú? Ok hết rồi đúng không? Con đang tập trung ở kia. Vui lắm, bà con Đề Chia là vậy, làm việc, nói chuyện rất là vui. Vợ chú gấu mang đây nó mỏ để còn leo núi đây này. Đấy. Ô, chỉ nò là không leo núi được đâu ấy. À. Đó, mọi người xem, người vợ mang mèn mén này, canh bí này, canh rau cải này, nó bằng bê tông rồi. À, ôi ôi, đầu nhá, mỉ nhá, rua dày nhá. Vợ sá à? Ôi vợ sá bị đổ hết ra người rồi này. Đổ hết từ đầu xuống rồi. Sóng nước. Vâng, xin kính chào tất cả quý ba anh chị đã quay trở lại kênh Tuyên Hà Giang. Thì hiện tại trên kênh Tuyên Hà Giang đang bày bán những sản phẩm đặc sản của vùng cao nguyên đá. Và trước mặt mọi người đây là những giọt mật ong hoa bạc hà. Và ngoài mật ong hoa bạc hà ra thì em Tuyên có bày bán những sản phẩm khô, có như là nụ tam thất, củ tam thất và nụ hoa đu đủ đực và măng khô. Và hiện tại thì bây giờ em Tuyên đang có một cái chương trình tri ân khách hàng và tri ân một cái niềm vui nho nhỏ của em Tuyên. Thì như các cô chú đã biết thì em Tuyên bây giờ hiện tại sẽ bày bán sản phẩm đặc sản vùng cao nguyên đá là mật ong hoa bạc hà. Sẽ là một chai trên tay em Tuyên đây chính là 1 lít mật ong hoa bạc hà. Thì em Tuyên bây giờ sẽ bán là 500.000 đồng và em Tuyên sẽ miễn phí ship. Hiện tại thì em Tuyên đang có một cái niềm vui nho nhỏ của cá nhân mình, chính là hiện tại đang là một bố trẻ con, nên là em Tuyên sẽ bày bán không có lợi nhuận, nên là em Tuyên sẽ là bán 500.000 một lít và sẽ miễn phí ship nhé mọi người nhé. 1 lít hay 2 lít hay 3 lít đều miễn phí ship hết. Thì hiện tại thì bây giờ trên kênh Tuyên Hà Giang thì đang bày bán sản phẩm này, thì cũng rất mong các cô chú anh chị có thể ủng hộ những gian hàng nho nhỏ này và có thể liên hệ với em Tuyên để em Tuyên sẽ gửi những cái sản phẩm đến với tận tay người dùng các cô chú nhé. Còn bây giờ thì em Tuyên xin chào tất cả mọi người. Vâng, xin kính chào tất cả quý bác cùng tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Vâng mọi người ạ, thì hiện tại em Tuyên đã có mặt ở trong thôn Đề Chia. Và ngày hôm nay thì bà con thôn Đề Chia sẽ tập trung vào để chia nhau ra và sẽ là chôn cột các cô chú nhé. Chôn những cái cây cột để chúng ta đỡ cái đoạn dây. Vì như mọi người biết là năm ngoái chúng ta làm đường thì để dây ở bên dưới đất, thì lúc làm nương bà con thôn chủ đất ở bên trên kia, em Tuyên chỉ nói là bà con chủ đất ở trên kia, người ta đi qua thì người ta lấy cái dao người ta rạch vào cái dây thì nó sẽ hỏng hết cái dây của mình. Nên bây giờ chúng ta sẽ làm những cái dây chôn cột để chúng ta kê dây lên như này để cho về sau nó không bị ảnh hưởng mọi người. Thì ở đây thì em Tuyên đang đợi thề này, đang đợi xá này, vì thề với xá sẽ là hai người chủ chốt ở đây. Vì hôm nay là chú Sử không biết đã về huyện, đã về chưa, vì hôm qua là bà đưa vợ ra Mèo Vạc để đi khám, là vợ hiện tại lại bị đau bụng tiếp rồi mọi người. Nên là bây giờ thì ngày hôm nay rất là thuận tiện, thì ngày hôm nay hơi dâm như này thì leo núi thì nó sẽ đỡ mệt hơn. Đấy, mọi người. Thì bây giờ thì mong rằng các cô chú anh chị hãy cùng bà con Đề Chia để chúng ta kéo những đường nước về đến bản Đề Chia. Chúng ta sẽ kéo về bể nước ở trường học này, và sẽ kéo một cái đường chia ra nữa là kéo về chỗ đoạn nhà xá, là một cái đường chia ra. Thì bên khu vực bên đó là sẽ chia về chỗ nhà xá này, nhà Phú này, nhà Anh Chính này, nhà Thề này, nhà A Thà này. Đó, khu vực nhà bên đấy. Còn bên này sang bên bể nước này, bên này là khu vực bên này. Có nghĩa là chia ra 2 tổ. Chúng ta sẽ làm một ngã ba nha mọi người nhé, để cho bà con có nước sử dụng sinh hoạt hàng ngày. Và cái thứ hai là chúng ta bắt đầu tích nước vào cái bể ở trong trường học kia. Đấy, còn nước, tại sao cái trường học kia chưa có máng nước hay như nào thì em Tuyên đã nói rất nhiều rồi. Đấy, em Tuyên sẽ không giải thích nhiều hơn. Còn là đợt tới em Tuyên sẽ lên xin ý kiến một lần nữa. Nếu được phép thì em Tuyên sẽ cùng bà con thực hiện là cái máng nước ở trong cái trường học nhé mọi người nhé. Còn là bây giờ thì xin mời tất cả cô chú, anh chị hãy cùng bà con Đề Chia chúng ta kéo nước lên, kéo nước từ trên trời về mọi người. Vâng cô chú ạ, thề thì đã ra. Rồi ok, gọi bà em bảo bà con chưa? Bảo rồi. À, đây, ra đây không chia người ra. Đây, ăn này, thề này, tiền em nhờ anh này. Tiền của ai đấy? Tiền của thằng Pó ấy. Pó nào? Pó. À, Pó Phảnh này, này 5 triệu này. Đúng rồi. Đếm đi, xem đủ chưa. Này. Đấy các cô chú ạ, thì đấy thì ai đi làm này thì cứ nhờ em Tuyên chuyển khoản vào tài khoản của em Tuyên ấy. Xong rồi em Tuyên vào thôn là em Tuyên rút cho. Như này thì không ai tiêu được, đúng không? Đúng ạ. Mà anh rút cho thì này, đếm xem nào. Đây thầy đang gọi bà con. Này. Thì trọ. Trọ. Tê trọ. Lầu chi. Tàu. Tàu nhá. Ừ. Tàu gì tàu? Đấy, thế bạn đi làm này mà có tiền lại tuyệt vời quá nhỉ. Chứ không lắm lúc mà cứ để đấy xong rồi cứ tiêu hết xong rồi để đấy đi làm thuê kia, lắm lúc là bà nghe nói bà con lắm lúc còn bị mất đấy, mất trộm đấy. Có đợt bị ông nào bị mất hết cả điện thoại đấy. Thế khổ quá, đúng không? Cứ gửi về cho anh. Đấy, bây giờ thầy đang gọi bà con mọi người. Lô. Tôi gì nhá? Chú Sử về chưa? Chú Sử chẳng biết được. Thì chưa về không? Chưa về à? Ừ. Vợ có vẻ lại bị đau nặng thế cả. Ừ. Đúng rồi, chú bị đau thì hôm qua đi dạ đón ta bị khám ấy. À. Đấy, hôm trước em gọi đây, anh đưa 1 triệu rồi đấy. Đúng rồi. Quỹ của chú Sử là còn 1.335.000 hay sao ạ? Hay là 1.350.000. Thì anh đã bảo là anh đưa nốt cái 300 kia ấy, cho đỡ lẻ, đưa hết tổng tất toán cho chú đây. À. Thì hôm qua vào thì em lại bảo là chú Sử đi bệnh viện. À. À, hôm trước anh đưa 1 triệu rồi. Đúng rồi. À. Đưa nốt cho chú đấy, không lại chú lại nghĩ là mình cần cầm nhiều, không lại chú lại lại đấy ấy. Không. Thì hôm trước tổng kết cả chứ ở trên bộ bay say ấy, tổng kết đó. Tiền dư của chú đấy còn một đấy thôi. Vâng, xin chào vợ Phú, này, lâu lắm rồi đây. Và con là tươi ra giói này, à đây, hàn cả cái này vào, ok đấy. Vâng, xin chào chú cậu. Tàu hết rồi đúng không chú? Ok hết rồi đúng không? À, ok. Thì bây giờ bà con đang tập trung ở kia để chúng ta tiếp tục là đi chôn cột nước. Ôi, cái này hơi cong, cái này hơi cong. Hơi cong cái này chú gấu ạ, hơi cong. Cong quá. Lấy nước ấy thế này, chia ra. À, bạn chia ra nước thì mỗi người một chai. Vác cái này lên kia là mệt đúng không? Kiểu gì là mệt thì uống luôn. Đấy. Ok, như thế thì ok. À, cái lọ sơn nhá, bảo Xá rồi. Xá lấy cái lọ sơn ra để quét nhá. Đây là Xá, để anh gọi Xá phát. Mua gọi điện cho Xá đi. Bảo là Xá mang cái lọ sơn và cái chổi sơn ra. Để sơn vào cái mối hàn ấy, anh bảo sơn đi còn không sơn à? Chào anh chị nhá. Gọi Xá đi. Bảo mang sơn. Cái gì? Bà thầm muôn. Ở bên Sơn Vĩ à? À, Sinh Cái. Gọi Xá mà mang sơn, mang cái chổi ra, hôm trước anh mua ấy. Đấy, cô chú ạ, đằng bên kia thì đấy, từng người đang ra một đây. Mỗi người ra, mỗi nhà ra một người. Đây. Ở bên này thì đang nói chuyện rất là rôm rả này. Đấy. Vui lắm, bà con Đề Chia là vậy, làm việc, nói chuyện rất là vui. Xin chào. Xong cái cột này thì phải ấy thầy ạ. Các cô chú bảo là sơn cái mối hàn là một này, cái thứ hai là bây giờ mình phải bịt cái đầu này này, đây này. Sơn xong rồi lấy em gọi rau xá à? Em gọi xá đúng không? Thế bây giờ lấy cái bao tải kia được. Đây này anh bảo này, đây thầy. Bây giờ nha, chỗ nhà xá đang xây nhà ấy thì lấy cái bao tải ấy nhét nó vào đây này. Nhét nó như này. Nhét nó chắc đây xong rồi mình cho bê tông vào đây. Có nghĩa là để cho cái mặt này nó bằng luôn ấy, nước sau này nó không vào ấy. Nó không vào thì để nó đỡ bị rỉ. Hôm nay chưa lấy kéo dây đâu. Hôm nay chỉ chôn cột thôi. Hôm nay chỉ chôn cột thôi, kéo dây luôn, đổ hết cột đấy. Đây này, bây giờ lấy tất cả cái ấy bịt vào đây này. Bịt vào trong cái lỗ này. Xong rồi bịt chắc vào. Sau lúc mình đổ là mình cho cái bê tông vào anh chị. Để sau này mưa nó không vào trong cái này, nó hỏng rỉ hết cái cây này. Ví dụ mình cứ để như này là mưa là nước không cho đá thôi. Đá nhưng mà mình cho đá được. Mình nhét đá với là nhét xi măng vào hiểu không? Em phải nhét xi măng vào để như nó bịt như này tâu này. Thì nước nó không vào nữa. Thì không thì để này cứ mỗi lần mưa là nước nó vào là nó hỏng hết cái cây của mình. Nhá. Đấy bà con nhét cái đá vào cũng được, nhét đá vào hoặc là nhét cái gì vào để cho chắc để đổ bê tông vào đây. Đấy. Xong kia là lấy sơn vào. Đúng rồi. Không thì đê là cứ vào là mấy nữa là mưa nhiều là hỏng hết cây của mình. Mình làm về giống cái cột mà ở dưới cầu thang ấy là không có nước vào đây là thoải mái. Cầu chi cây. Cầu chi cây kia nữa hả? Ok thế đây cái máy nổ kia đi sửa hết bao nhiêu tiền đấy? 1 triệu cả ấy già, nó chém đắt chứ cả. Nghỉ một ngày nó sửa mà thấy 1 triệu. 1 triệu ấy già, căng thế nhỉ. Chém gớm nhở. Đấy máy này phải giữ đấy. Đấy lấy đây sơn đây rồi mọi người, hôm trước bị rơi này. Lấy cái chổi nữa. Hôm trước bà con này không có ai ở lại mà sơn đi. Thế ấy, xong rồi bà con chia người ra. Người vác cây, người vác xi măng. Xi măng trộn luôn đi. Nhà xá thì xá bảo hôm nay là để cho vợ đi. Xá đang ở nhà khoan đá để. Thế bây giờ nhá, bà con tự chia nhau ra nhá. Là bây giờ xi măng thì cứ vay chỗ nhà xá rồi. Trộn luôn ở chỗ đống cát kia xong rồi tự vác lên luôn. từ cho thì cho nước vào thì phải cho trong cái của táo đấy. Ờ đấy. Ôi nhưng mà cho nước từ dưới này lên là nặng đấy, nhà nhà đấy. Không có ra đấy. Ok, đấy nhá. Đấy xong rồi chôn cột là nhét đá nhét điếc vào, xong rồi đổ bê tông vào. Đào rồi. Xay xay thôi. Đang trời đang mát này làm xay xay thôi. Đó, đây rồi. Đấy lấy cái chổi, lấy cái lọ sơn kia luôn được xá à thế ạ. Đấy. Sơn này y giả mà. Đó. Hôm đấy là lấy lọ sơn to để cho vào cái cuộn dây nước này. Cuộn dây nước phải đánh dấu không? Hả? Ê, lấy cuộn kia cái sơn kia y giả mà. Thế nhưng mà cái cuộn dây nước phải đánh dấu không? Sợ nước thì không sơn. Sơn là để nó không mất đấy. Đấy. Thợ hàn thủng. Tí nữa nó lo là tí nữa vác vào mà lại có sơn nữa. Ở những chỗ này nữa tái là chú này. Nó tái luôn. Tà chứ không thì mấy nữa gì nữa này này. Tà cái này đi cho nó đỡ. Cho nó đỡ dỉ, sau này nó mưa dỉ. Nó vào đây lũ này. Vợ chú gấu mang đây nó mỏ để còn leo núi này này. Đấy. Ô chị nò là không leo núi được đâu ấy. À. Đấy mọi người xem đây. Người vợ mang mèn mén này, canh bí này, canh rau cải này cho chú gấu ăn để chú gấu còn leo núi đây. Để trộn xi măng. Trộn 3 bao cũng được cho nó chắc đi. Cứ bê po không chỉ tâu thì plau po. Được không? Được không? Bao giờ phải tâu thì thôi. Đấy. Lo po mà không chỉ tâu thì là chip po. Đấy. Đấy. Bạn ăn cái này chỉ tâu này. Thế đấy nhá. Chỉ tâu này. Nhớ nhá thế nhá, nhớ nhắc là nhét đá vào rồi không đổ bê tông vào cái đầu kia nhá. Không tin nữa bảo là anh Tuyên không ở đấy là cứ thôi cứ chôn đi không ai nhìn thấy. Cao cao không ai nhìn thấy nhưng mà sau này tầm 4-5 năm là nước nó vào là nó dỉ hết là không sửa được đâu. Anh ta Anh Sỉ đã bắt đầu đi tiên phong là hai cái cột. Anh Thà tiếp tục đây. Từ từ anh Sỉ ơi, lấy nước này. Cầm cái nước vào đút vào túi quần này. Lên hầu đê ở đấy, lên leo lên kiểu gì mệt. Chú Phành ơi, đây nước đây nhá. Nước đút vào túi quần này, leo lên là mệt thì là hầu một chứ không lại luôn leo xuống à. Đấy, cầm lên. Chúng ta bây giờ sẽ leo núi nha mọi người nha. À, đấy, các anh con trai là bắt đầu sẽ vác những cái cột lên cô chú nhá. Thì kia là lượt đầu tiên. Đó. Lượt đầu tiên kia thì bây giờ thì các chị em phụ nữ ở đằng bên kia đang trộn xi măng và mang lên để đổ vào chân. Bây giờ chúng ta hãy ra xem các chị em đi. Đang vay những bao cát của nhà xá. Sau này nhà xá chở xi măng, xi măng của nhà xá, xong sau này nhà xá vận chuyển đồ thêm thì chúng ta sẽ gửi vào những cái xe đấy để chở xuống. Wow. Oppo này chưa tốt thì cho Pepo, cho nhiều xi và cho chắc. Đó là bê tông mà. Wow. Ôi ôi, tàu nhá, mỉ nhá, rua dày nhá. Tí nữa cho hai mỉ này rửa giày nhá. Bắt lên nhá. Hai mỉ này rửa giày cho A Tuyên nhá. Oppo tâu gì tâu? Chỗ này được chưa chú Sử? À chú Gấu. Tâu chưa? Oppo này tâu chưa? Tâu rồi. Bye. đây thì các chị em con gái đang trộn xi măng thì như các cô chú thấy đã lác đác các anh con trai đã vác cây lên trên rồi. Đó. Đi lên núi đấy, lên ở tận nếu theo cái phía tay ngón tay em tiên chỉ là bên trên đấy nửa quả núi luôn. À đâu? Bên trên này nữa cơ mà. Khu vực này này chứ không phải ở đây đâu mà ở bên trên này cơ. Hôm nay chôn cột leo núi. Đấy thì đã leo lên đấy rồi. Chia cột ra. Thì em Tuyên với bà con chị em con gái thì như mọi người thấy thì đang là trộn bê tông và mang lên sau. Chúng ta hãy cùng làm cái hành trình của bà con nhé. Đề Chia kéo nước từ trên trời xuống. Đây các cô chú nhìn thấy không ạ? Đó. Anh Thà mặc áo đỏ. Máy em Tuyên thì nó đểu, nó zoom hết cỡ này. Nó đấy. Thì anh Thà áo đỏ đi đến trước, áo trắng này, cái xì này, thề này. Đó. Vác lên, giải rác lên. Chá. Xong rồi bảo bà con nhá, tí nữa mà đổ bê tông ấy thì đổ nó nhọn lên nhá. Đổ nó như kiểu cái chân đâu nhỉ, như cái này nhá, thì nó phải nhô nhô lên như này. Để cho nước nó không chảy đọng vào ấy. Đổ vào nó đắp ra vào cao cao ấy. Vợ xá nhá. Bảo bà con đổ bê tông là chôn cái cột vào thì đổ cái bê tông nó cao từ cao xuống. Đấy. Chứ không là nó đỡ đọng nước vào cái chân cột đấy. Nhớ là đúng rồi. Sau lúc đấy nhá, anh dặn bà con là nhét đá vào trong, đổ bê tông vào chỗ cái đoạn đầu chưa? Bà con nhớ nhá. Không quên đâu đấy. Ok. Như hôm trước chúng ta có hỏi là bây giờ cái cây tre nó mua là bao nhiêu tiền. Thì bây giờ là nó rẻ hơn. Vì là có những cái củi tấu bằng nhựa như này. Đấy. Nên là cây tre nó sẽ là không có đầu tiêu thụ, đầu ra. Còn những cái củi tấu truyền thống của bà con ấy thì bây giờ cũng dùng. Nhưng mà nó sẽ đắt hơn. Và bà con bây giờ là dùng cái như này thì nó đựng được cả nước này, nó không bị và nó bền hơn cái kia, nó tiện hơn. Nên là hôm trước chúng ta thấy hỏi nhà anh Lúa có mua tre về để làm cái gác xếp đó. Đó, thì hỏi ra là 30.000 một cây tre như vậy, khoảng vậy. Đó. Nhà không? Nhà đấy. Lấy tay à? Đó, như các cô chú thấy thì cũng đã có những chuyến đi rồi, còn kia là còn có 5 người. Bắt đầu tiếp tục trộn nốt và sẽ lên nhé mọi người nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng leo núi rồi. Chúng ta hãy cùng chinh phục cái đoạn đường này nhé. Kia kìa, ui, không biết là cái máy, chắc máy mình tận trên kia rồi. Lên chỗ nguồn nước rồi đấy. Đi thôi mọi người ạ. Này như kiểu đi trồng poker đấy nhỉ, vợ lý nhỉ. Đây. Đường nhà anh Lúa này là po xả Ây da, trèo lên chỗ này cả. Úi dồi, tàu quá. Ai đổ hết gì bạn? Vợ sá à? Ôi vợ sá bị đổ hết ra người rồi này. Rồi. Ôi, có mỗi người một đường này. Ôi, mình leo không này thấy thở bở hơi tai đấy. À đây này các cô chú này, đây chính là những bông hoa xuyến chi đấy, để cho những giọt mật đấy. Đó. Từng đồi luôn. Đó. Đây rồng rắn lên mây lên trời đấy. Vợ xá là đổ hết từ đầu xuống rồi. Nó sóng nước. Em tôi nghĩ đây chính là những cái hình ảnh chân thực nhất và nó đẹp nhất một tinh thần đoàn kết của bà con Đề Chia. Chúng ta thể hiện trong những cái công việc làm việc chung như này. Đấy. Còn ai cũng có công việc riêng của gia đình. Chúng ta đã thu ngô hết đây này, thu hết ngô rồi, vườn không như này rồi thì chúng ta tiếp tục về những cái công việc chung của thôn. Đấy, rất là đoàn kết, 23 hộ rồi. Hy vọng chúng ta có những cái cuộc sống tốt hơn. Ở sau lưng em Tuyên chỉ là một cái bao lô gồm những cái cục sạc, trang thiết bị phục vụ máy móc để quay. Nó cũng rơi vào tầm hơn 3 cân. Nhưng mà như cô chú thấy, bây giờ em Tuyên đi thì cũng thở phì phò, chứ không hề đơn giản. Những cái bậc thang đi là những cái lối mà bà con đi trồng ngô, thu ngô, chứ làm gì có bậc thang nhiều đâu. Đi nhiều thì nó sẽ quen, nó thành cái lối mòn thôi. Đấy. Cái đá này hay chưa này, nó tạo thành cái lối mòn cho bà con đi ấy. Đây các cô chú ơi, tiếp tục đi. Lại mọi người nhìn như này thì mọi người thấy là dốc chứ không phải không hề không dốc đâu. Chỉ hướng ra đi sau bà con thôi. Đã đến chưa? Có D đây, D thì ở đấy uống D đi. Đâu chưa, chỗ kia đủ chưa? Chỗ kia 5-6 cột mà hơn đấy. Đủ chưa Trá? Liệu đủ không hộ thì vang lên nhá, thiếu đấy nhá. Tao chưa xem. Ôi. Ui. Đây. Hai cái này á, hai cái trên này á. Hai mì. Lên nước này. Bên kia rồi. Đây. Em Tuyên biết ngày hôm nay là leo núi, người đeo giày cho chắc chân. Ui. Wow. Đấy các cô chú thấy không? Thôn Đề Chia tận dưới kìa. Để chia về nhìn mèo me me đấy. Bắt đầu lác đác có những cây hoa bạc hà các chú này. Đây là cây hoa bạc hà đấy. Thì nó phải rơi tầm 2 tháng nữa thì bắt đầu này, nó mới lên này, hết xín chi bắt đầu mới có hoa bạc hà. Đấy, như là chúng ta sẽ có 2 muồng mật ong là vậy. Cứ theo chân hai thiếu nữ này đi xem chôn cột ở đâu. Wow. Bắt đầu đào từ chỗ này đi à anh chị? Đào từ chôn từ chỗ này đi à? Nguồn nước ở trên này đúng không? Ở trên kia cô chú này. Mai chúng ta sẽ lên xem nhá. Hôm nay thì chôn cột thôi. Bây giờ lên cũng không phải biết được. Anh chị ơi, thế chỗ này có phải ấy không, vào nương của họ có phải không? Hả? À nương của anh chị thì à, thế nương của anh chị thì ok, an tâm, không sợ. Tường của thôn của Mèo Qua với kia thì họ lại cắt đây, như đợt mình làm đường ấy nhỉ? Cho đá vào, cho bê tông vào. Không thì mấy nữa là có nước ấy. Đây là các cô chú ạ. Em Tuyên đấy thì chỉ đi người không với sau một cái ba lô này thôi. Mà đây. Nhìn mình thì đã gọi là đã đen bóng thì chớ vào bên mồ hôi nó ra nhễ nhại luôn. Thế thì mọi người mới biết được là các chị em phụ nữ ở đây nó quá là khỏe, quá là giỏi luôn. Đi những cái gùi xi măng nó dính thêm cả nước, nó không hề nhẹ một tí nào. Mình thì nhễ nhại mồ hôi, nhiều gọi là muốn gọi gội đầu tắm giặt luôn đấy. Thế chứng tỏ mọi người biết là các chị em ở đây nó có một cái sức khỏe gọi là phi thường. Tất cả là những cái công việc gì đến sức khỏe thì bà con nói chung là quá là tuyệt vời. Em Tuyên đi cùng ấy, đi cùng với bà con nói chung là nó còn nhễ nhại như vậy rồi. Quay lại với công việc thì tiếp tục đổ những cái cột bê tông để chúng ta kéo nguồn nước nhé. Từ từ nhá, thế nhét bê tông vào cái cột nhá. Từ từ đó. Nhét bê tông vào cái đầu cột đã. Đá từ từ chú Vành ơi. Từ từ chú Vành ơi. Nhét cái bê đá vào trong cái này đã. Từ chú bỏ ra đi. Để nhét đá vào cho anh Xì, nhét đá vào đã. Lấy con đá nha một tí. Me là nó tụt hết. Ở chỗ đường đi kìa mì, ở kia có đá kìa. Đây là lo. Đấy. Đóng xuống một tí nữa là ok đấy. Tâu mà, thế là thoải mái tâu rồi. Thế cho bê tông vào, thế là không có nước vào đây rồi. Hôm trước là quên mọi người, hôm hàng đấy, cũng bận việc xong lúc sau quên béng đi. Không bảo bà con, bây giờ chúng ta khắc phục rồi như này. Xong vẫn cho bê tông vào nhé. Đây này anh Xì, chỗ kia anh ấy này, anh nhét 1-2 cái này vào này. Anh nhét cái này chặt vào, thế là anh đổi bê tông vào là ok. Hơi nhiều đế. Cái này là toàn bột to. Đây này, anh Xì đây này, cái chỗ kia thì anh phải nhét cái này vào này. Anh nhét vào cái bên cạnh của nó này, xong rồi thì mình mới nhét cái bê tông vào. Được, anh nhét vào đây này. Này, anh nhét vào đây trước. Không. Em bảo anh lấy cái này mà, anh lấy cái này, anh làm đệm này, đệm như của một bậu. Cái bao xi măng này, đây này, đệm ở đây trước này. Không, cái này bị lọt đúng không? Thì mình lấy cái me này mình làm cái lót đây, đó. Này. Xong cho thêm ít xi măng vào nữa là ok. Đấy, như này là thoải mái rồi mọi người này. Nhìn nó không đẹp đâu nhưng mà là nước không vào được rồi. Đấy, cho ít xi măng vào nữa là tàu. Gần đây tôi khẩn mình hồi đấy bảo là đủ không, đủ không? Thế nhớ làm cao cao nhá. Thế đổ bê tông nhớ làm ở bên trong cột là cao cao, như kiểu cái chỗ cái cột mình làm ở chỗ sân trường học ấy, để nước nó đỡ đọng vào ấy. Hai cái này một cột đấy nhỉ? Đâu rồi đúng không? Ok. Thoải mái. Nhét đá vào nữa thầy ạ. Ta rồi. Phải chỉnh luôn đúng không? Thế thì anh phải bảo chỗ đoạn mỉ kia, chỗ chú gấu là chỉnh ok chưa? Chắc ok rồi đó. Bằng nhét thêm đá vào đây. Ngô nhà anh vẫn chưa thu à? Ngô này mình ngô lê đấy. Ngô nếp à? Ngô nếp ăn mềm. Đang quay là idol TikTok. TikTok nha. Các cô chú vào ủng hộ cho bà con TikTok. Tên là TikTok. Bà con thì vẫn đang họp bàn nha mọi người nhé. Có nhiều cái phương án mới, có nhiều cái phương án nó sẽ thay đổi khi chúng ta thực hiện. Đó. Ngày mai ngày kia, có thể để ngày kia đi cho nó chắc chắn đi. Vì chúng ta đu dây ấy, chúng tôi sợ nó chưa chắc quá. Ngày hôm nay nó u ám như này thì bê tông thì mọi người bảo là 24 giờ nó qua. Nhưng mà em Tuyên muốn là để cho cái chân nó chắc một tí. Đó. Thì cái chân nó chắc một tí thì bắt đầu chúng ta mới kéo dây để cho nó chắc chắn.